Chào mừng bạn đến với khoa học của điện thoại thông minh với 7 loại sóng. Điều gì khiến cho điện thoại trở nên thông minh? Hãy cùng tìm hiểu về khoa học bên trong những chiếc điện thoại bàn, điện thoại di động và điện thoại thông minh nhé. Từ điện thoại bàn có nghĩa là âm thanh ở xa. Những chiếc điện thoại gửi giọng nói của mình đến những người bạn ở xa xôi. Loại sóng thứ nhất, âm thanh. Khi ta lắc các đồ vật sẽ tạo ra âm thanh. Âm thanh là sóng vật lý trong không khí. Dây thanh âm rung chuyển không khí tạo thành biểu đồ giọng nói của mình. Âm thanh không truyền đi xa lắm. Tai của mình có thể nghe thấy âm thanh. Tai biến đổi âm thanh thành điện. Tai gửi những tín hiệu điện tử đến não của mình. Điện là gì? Điện là một dạng năng lượng. Chúng ta nhìn thấy điện khi tia chớp đánh từ trên trời xuống đất. Trong một chiếc điện thoại, âm thanh biến đổi thành các biểu đồ điện tử của giọng nói của mình. Số điện thoại cho biết mình sẽ gọi đi đâu. Các công tắc điện gửi giọng nói điện tử của tôi đến những đường dây điện đúng. Ban đầu, các cuộc gọi đường dài sử dụng V-tubes để khiến tín hiệu điện mạnh hơn. V-tubes rất đắt đỏ và nhanh hư. Chúng ta cần một thứ tốt hơn. Sau này, người ta phát minh ra transistor để thay thế V-tubes. Cùng với khoa học, những tín hiệu yếu đi vào trong và những tín hiệu mạnh truyền ra ngoài. Chút nữa, chúng ta sẽ thấy các transistor cũng tương tự như những cái công tắc. Biểu đồ điện tử của giọng nói của mình truyền qua cái dây điện và công tắc để đến chỗ các bạn bè của mình. Tiếp theo, chúng ta cần biết rằng nam châm và điện có liên quan với nhau. Nam châm có hai cực hoặc hai đầu, Bắc và Nam. Hai cực đối nhau thì hút nhau, hai cực giống nhau thì đẩy nhau. Đây là một trong những sự thật quan trọng nhất của thế giới hiện đại của chúng ta. Dòng điện chạy qua một đường dây điện tạo thành một thanh nam châm, gọi là nam châm điện. Điều ngược lại cũng đúng, khi qua dây điện gần nam châm cũng tạo thành nam châm điện. Đây là cách mà nguồn điện trong nhà của chúng ta được tạo thành. Ngoài ra cũng là cách mà các động cơ điện hoạt động. Chút nữa chúng ta sẽ xem làm cách nào mà loa sử dụng nam châm điện. Tiếp theo là điện thoại di động. Điện thoại di động có thể mang đi khắp nơi. Đó là lý do vì sao nó được gọi là điện thoại di động. Hãy cùng xem khoa học bí mật nằm bên trong những chiếc điện thoại di động. Đầu tiên, các sóng âm thanh vật lý biến đổi thành dòng điện bên trong điện thoại. Điện thoại di động sử dụng pin để làm điều này. Những cục pin điện thoại di động lúc đầu rất to lớn. Sau đó, người ta phát minh ra pin lithium rất mỏng, thật tuyệt vời. Năng lượng pin được gọi là dòng điện một chiều, DC. Tiếp theo, chúng ta cần nhiều loại sóng hơn. Loại sóng thứ hai là dòng điện xoay chiều, AC. Dòng điện trong cục pin biến đổi thành sóng điện xoay chiều. Ở nhà của chúng ta có dòng điện xoay chiều. Điện thoại di động hoạt động khi dòng điện xoay chiều biến đổi thành loại sóng tiếp theo. Hãy nhớ rằng khi dòng điện chạy qua một sợi dây điện, nó sẽ tạo ra nam châm. Loại sóng thứ ba được gọi là IM. Các bit điện bé xíu kết hợp với các mảnh nam châm bé xíu. Những loại sóng này được gọi là nam châm điện hoặc IM. Việc thay đổi số lượng hay tần suất của sóng trong một giây sẽ làm thay đổi loại sóng IM. Điều này có ý nghĩa gì với chiếc điện thoại của mình? Loại sóng thứ tư được gọi là sóng radio. Các tín hiệu của dòng điện xoay chiều đi đến anten của điện thoại di động của mình. Dòng điện xoay chiều biến đổi thành các sóng IM đặc biệt được gọi là sóng radio. Sóng radio truyền qua không khí và không gian. Sóng radio dài 1/1000000 mét. Điện thoại di động của mình hoạt động nhờ sóng radio IM. Sóng radio của điện thoại di động truyền đến anten của trạm thu phát sóng điện thoại. Ở đây, các máy tính lựa chọn đoạn đường tốt nhất để truyền cuộc gọi của mình đi. Việc này bao gồm một mạng lưới các trạm thu phát sóng điện thoại di động, điện thoại bàn khác và đôi khi là vệ tinh nữa. Điều gì khiến cho điện thoại thông minh trở nên thông minh? Các con chip của điện thoại thông minh tốt hơn gấp nghìn lần những con chip của điện thoại di động. Ngày nay, điện thoại thông minh không thông minh bằng con người.
bộ não của con người có khoảng 100 tỷ tế bào. Trong khoảng 10 năm nữa, các con chip của máy tính có thể bằng số lượng transistor. Nhưng tế bào bộ não con người có một bí mật. Mỗi tế bào não bộ có hàng nghìn kết nối ở bên trong nó, mà ngày nay chúng khiến cho bộ não của con người thông minh hơn con chip máy tính. Điện thoại thông minh sử dụng ổ cứng SSD với các con chip đặc biệt để lưu trữ dữ liệu. Điện thoại thông minh cần nhiều hơn là chỉ có mỗi phần cứng, phần mềm và các hướng dẫn và ứng dụng. Phần mềm hướng dẫn điện thoại thông minh phải làm những gì và bằng cách nào? Các ứng dụng làm những công việc như chụp ảnh, gửi email hay lướt web. Trước tiên, chúng ta cần loại sóng tiếp theo. Loại sóng thứ năm là ánh sáng. Ánh sáng là một loại sóng IM. Mặt trời và màn hình điện thoại di động của mình phát ra ánh sáng. Sóng ánh sáng dài 1 phần tỷ mét. Nó nhỏ hơn sóng radio hơn 1.000 lần. Ánh sáng của điện thoại di động được tạo ra như thế nào? Các electron năng lượng cao hơn đi qua các chất liệu có năng lượng thấp. Những bóng đèn LED này phát ra ánh sáng. Màn hình có hàng triệu điểm màu đỏ, xanh lá và xanh dương, được gọi là subpixel. Các con chip điều khiển tốc độ di chuyển nhanh của dòng điện để thay đổi hình ảnh của màn hình. Chúng ta nhập thông tin vào điện thoại thông qua màn hình cảm ứng. Tiếp theo, khoa học có thêm GUI, GUI. Giao diện người dùng đồ họa GUI hay GUI là cách mình nói chuyện với chiếc điện thoại thông minh của mình. Bằng cách chạm vào các biểu tượng GUI, mình gửi các chỉ dẫn đến điện thoại thông minh của mình. Mình sử dụng các cảm biến của điện thoại thông minh như gia tốc kế và con quay để chơi trò chơi video. Các cảm biến đảm nhiệm nhiệm vụ nhiều hơn là chỉ có mỗi việc chơi. Các cảm biến khác như la bàn kỹ thuật số và GPS hoạt động với các ứng dụng bản đồ. Điện thoại thông minh cũng phát ra nhạc nữa. Âm thanh được tạo thành từ các bài hát được lưu trong bộ nhớ kỹ thuật số. Loa có 500 điện được kết nối với một vật hình nón để biến các biểu đồ điện tử về lại âm thanh. Tiếp theo, chúng ta chụp ảnh kỹ thuật số. Ánh sáng biến đổi thành các biểu đồ điện tử để chụp được ảnh kỹ thuật số. Chúng ta chụp ảnh tự sướng và chia sẻ với nhiều sóng radio hơn. Bạn có nhớ rằng điện thoại di động hoạt động với sóng radio IM không? Điện thoại thông minh cũng sử dụng các sóng radio khác để kết nối Bluetooth và Wi-Fi. Với các sóng radio IM, chúng ta kết nối được với Internet. Chúng ta sử dụng Internet với loại sóng tiếp theo. Loại sóng thứ 6 là www, lướt dữ liệu. Mình lướt web trên toàn thế giới để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Chatbot giúp mình lướt các sóng dữ liệu. Internet kết nối các máy tính trên khắp thế giới với nhau để cấp quyền cho loại sóng cuối cùng. Loại sóng thứ 7 là sóng OK. Với chiếc điện thoại thông minh, chúng ta chia sẻ kiến thức trực tuyến hoặc sóng OK. Sóng OK là những dữ liệu bổ ích mà chúng ta chia sẻ với những người kết nối với chúng ta trên trái đất này. Video này kết thúc vào thời điểm khởi đầu của các kết nối của sóng OK. Hãy tưởng tượng về một thế giới, nơi mà mọi người truy cập được vào tất cả các nguồn tri thức của thế giới. Hãy tưởng tượng chúng ta áp dụng sóng OK để cải thiện cuộc sống và xã hội hòa bình của chúng ta một cách tích cực. Giờ thì đó mới là khoa học thông minh. See the catalog for more Harvard books. Printed copies are also available on Amazon. Over 3 million free Alfred ebooks and videos have been downloaded